nó còn đéo cần ăn cám mấy. Nó phân nhiều nó còn không cần ăn cám ấy. Uống cục to mà ươm từ lúc bé nó hao, bây giờ như này mày về mày thả cân. Đây, có khách đặt 50 cân rồi. Đấy, tao có hệ thống tao thả lên ông ấy, anh ấy thì hôm nay lại đi về đến nhà thì bà ốm, bà ung thư ấy, hôm trước phải về đi lại rất rất là chết rồi, chết nhiều lắm đấy, cần ăn. Bằng 2 triệu à? Vược. Vược 40.000 một cân, 2 viên yến nó có 800 nhân 40. 800. Trôi. Trôi 50.000. 50 là bằng 500. Tao lên được giờ nào là tao mới điện đấy nhá, đánh đủ cá và mới điện đấy cùng lúc. Vâng vâng, để đắng đi. Vâng.